các bạn tiếp tục hành trình. Chúng ta đi cái con đường tắt về miền Tây. Thì ở video trước chúng ta đã đi được từ con đường đi tới ngã ba Đức Hòa, rồi phía đó thì chúng tôi có một cái video ngắn đi vào chợ Đức Hòa, vòng quanh chợ để các bạn xem lại khu vực chợ. Chợ sẽ năm 1998. Rồi chúng tôi đến vào buổi trưa thì chợ cũng rất là đông. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi dọc theo con đường tỉnh lộ và tìm tới được quốc lộ N2 để hướng về quốc lộ 62. Ở phía bên kia là có một cái hồ sen, nó rất là dài. Sen đang nở rất là đẹp anh chị.
đoạn thì Căn Bùi thấy phía bên kia là có trường Đại học Tân Tạo. Mình khi mà mình đã chạy ngang mình thấy cái cổng trường, mình tưởng là cái khu resort hoặc là cái khu nghỉ dưỡng gì đó, hoặc là một cái đền thờ kiến trúc ấy các anh chị, màu trắng trên nó như cái hoa văn. Mình không nghĩ đây là trường đại học. Khi mà nhìn kỹ là thấy có chữ đại học rồi university thì thấy hấp hồn. Rồi các anh chị chú ý con đường này nha, con đường này là nó có một cái ngã rẽ. Khi mà tới trường đại học Tân Tạo thì các anh chị nhớ chú ý phía trước nó có một cái đèn xe đèn đỏ, thì Căn Bùi mới vừa vượt lại trong phủ trang trong đồ thì chỗ này nó có một cái ngã rẽ. Cho hỏi đường ra quốc lộ N2 đi nào quốc lộ nào em? Quốc lộ N2 đi Tràm Chim á. Dạ. Dạ cảm ơn. Đây đó là đường ở bên phải nha các chị. Có cái anh rửa xe rất là dễ thương á. Các chị có thể hỏi không ạ? Đáng lẽ là ngay chỗ ngã ba lớn đó, phải có một cái bảng bây giờ không có thấy cái bảng nào hết. Anh ơi, cho hỏi đường xuống Tràm Chim đi nào. Hả? Đường xuống Tràm Chim á. Tràm Chim hả? Tràm Chim đi Đồng Tháp á. À Tràm Chim, à đây nè. Mình đi thẳng chợ chim mới chứ gì. Anh đi qua xuống... Thiên Nhân Nhơn mà quá chợ chim bển chứ gì phải không? Không, đi xuống Đồng Tháp á. Thì đây anh chạy lên đụng cái ngã tư đó để trái. Dạ dạ. Về Đồng Tháp á. Dạ dạ cảm ơn. Cho hỏi đường này đi Đồng Tháp không cô? Đúng rồi con. Dạ dạ cảm ơn. Thành Quá rồi con hỏi tiếp nhau. Dạ dạ cảm ơn. Ba mấy cây nữa tới Thành Quá con hỏi con nào đi Đồng Tháp để chỉ cho con. Dạ dạ cảm ơn.